Mẹ để em vô cho. Rồi, đang mặt mày tái nhờ. Vô ơi, vô. Vô, mình đi đâu vậy vô? Hello mẹ, hôm nay là con mới tới Nelson hôm qua nên hôm nay sẽ là đi siêu thị để làm mua đồ ăn này nọ nha. Thì đây là siêu thị Bác Accept. Siêu thị này thường thường là nó sẽ màu vàng, hệ thống nó sẽ là màu vàng. Ở Nelson thì đây là một trong những siêu thị mà bán đồ rẻ ở New Zealand này, nên thường thường mọi người đi mua đồ là sẽ đi cái siêu thị này. Không mấy con đi sao? Ờ. Có gì đâu mà quay. Vô đầu tiên là sẽ là những mặt hàng mà nó sale giảm giá. Có bên tin nè, về đầu không? Giá mặt hàng giảm giá thì thường thường là bánh kẹo với nước thôi, rẻ lắm có 1 đô cho tới 5 đô hả? Là như tiền Việt vậy vô? Vô 1 đô 5 đô là như tiền Việt vậy? Tầm khoảng 20 ngàn tới 100 ngàn. Nhưng mà bánh kẹo thôi. Ủa mấy collagen chung nè. Mua về nhai không? Thôi mà cái hiệu này là mấy cái hiệu nature. Có thực phẩm chức năng nữa. Cái này là vitamin. Vitamin với lại collagen. Cảnh găng. Bí. Này là bán bí nè. 1 đô 99 một trái. Cam. Nho. Nho nha. Táo nè mẹ. Táo quá trời luôn. Nguyệt chị ở chung phòng. Cái chị mà hồi đầu tiên con mới qua là ở chung con từ hồi trên Auckland luôn á. Thế là chị Nguyệt. Quay cái trái nào lại lại cho mẹ coi. Kiwi. Kiwi này mẹ bán 2 đô 8. Rồi. Kiwi nha. Pha len. Pha len nhóc. Quay cho mẹ hàng rau củ hả. Nè rau củ. Mẹ coi. Hành lá bên đây bự chà bá luôn. Củ này là củ gì con cũng không biết nữa. Red jam dễ thương. Củ nhỏ này. Củ này là red jam, không biết củ gì chưa ăn lần nào. Bắp cải xíu. Quay mấy trái cây lạ quá cười. Ôi cái này bao ngon luôn nè My. Cái này ngon nè, ăn với kem á nhưng mà hơi ngọt. Bánh này là bánh đô nướng.